ยามิ ทุติยามิ อาหังวันเต อาหังวันเต อิสรณีนาสหะ อิสรณีนาสหะ ปัญจศีลัง ปัญจศีลัง ธัมมายาจามิ ธัมมายาจามิ อนุกหังกัตวา อนุกหังกัตวา ศีลังเดธะ ศีลังเดธะ เมบันเต เมบันเต กัตติยามิ กัตติยามิ อหังวันเต อหังวันเต อิสรณีนาสหะ อิสรณีนาสหะ ปัญจศีลัง ปัญจศีลัง ธัมมายาจามิ ธัมมายาจามิ อนุกหังกัตวา อนุกหังกัตวา ศีลังเดธะ ศีลังเดธะ เมบันเต เมบันเต ยัมหังวดามิ ตังวเดธะ อมาปันเต นะโม นะโม ตัสสะภะคะวะโต ตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ สัมมาสัมพุทธัสสะ 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 บุตตัง สรณัง กัจฉามิ บุตตัง สรณัง กัจฉามิ ธัมมัง สรณัง กัจฉามิ ธัมมัง สรณัง กัจฉามิ สังฆัง สรณัง กัจฉามิ สังฆัง สรณัง กัจฉามิ ทุติยามิ ทุติยามิ สรณัง กัจฉามิ บุตตัง สรณัง กัจฉามิ ทุติยามิ ทุติยามิ ธัมมัง สรณัง กัจฉามิ ธัมมัง สรณัง กัจฉามิ ทุติยามิ ทุติยามิ สังฆัง สรณัง กัจฉามิ สังฆัง สรณัง กัจฉามิ ตัตติยามิ ตัตติยามิ บุตตัง สรณัง กัจฉามิ บุตตัง สรณัง กัจฉามิ ตัตติยามิ ตัตติยามิ ธัมมัง สรณัง กัจฉามิ ธัมมัง สรณัง กัจฉามิ ตัตติยามิ ตัตติยามิ สังฆัง สรณัง กัจฉามิ สังฆัง สรณัง กัจฉามิ สรณกัมมนัง ริบบุญัง อมาปันเต อมาปันเต สรณกัมมนัง ริบบุญัง อมาปันเต Panadipada Panadipada Viramani Viramani Sikkhapadam Sikkhapadam Samadhiyami Samadhiyami Adinadana Adinadana Viramani Viramani Sikkhapadam Sikkhapadam Samadhiyami Samadhiyami Kamesu Kamesu Michachara Michachara Viramani Viramani Sikkhapadam Sikkhapadam Samadhiyami Samadhiyami Musavada Musavada Viramani Viramani Sikkhapadam Sikkhapadam Samadhiyami Samadhiyami
padam. Siddha padam. Samadhiyami. Samadhiyami. We reflect on the 9 qualities of the Buddha. Nyaswakhyaya kumnamyam. Mình đọc quá mình mình đọc cái này chứ đọc niệm ơn Đức Phật vậy. Idibi. So Bhagavan. So Bhagavan. Arahant. Arahant. Sammasambuddho. Sammasambuddho. Vijacharana sambandho. Vijacharana sambandho. Sugato. Sugato. Lokavidu. Lokavidu. Anuttaro. Anuttaro. Purisa. Purisa. Dhammasarathi. Dhammasarathi. Sattha deva manusana. Sattha deva manusana. Buddho. Buddho. Bhagava. Bhagava. Đi ra bộ. Bây giờ quý Phật tử mình đọc theo sơ niệm rải tâm từ này. Cầu mong cho con, cầu mong cho con thân được an lạc, thân được an lạc, tâm được an lạc, tâm được an lạc, thoát khỏi, thoát khỏi đau khổ, đau khổ và hiểm nguy, và hiểm nguy. Cầu mong cho cha mẹ con, cầu mong cho cha mẹ con thân được an lạc, thân được an lạc, tâm được an lạc, tâm được an lạc, thoát khỏi, thoát khỏi đau khổ, đau khổ và hiểm nguy, và hiểm nguy. Cầu mong cho gia đình con, cầu mong cho gia đình con thân được an lạc, thân được an lạc, tâm được an lạc, tâm được an lạc, thoát khỏi, thoát khỏi đau khổ, đau khổ và hiểm nguy, và hiểm nguy. Cầu mong cho thân quyến con, cầu mong cho thân quyến con thân được an lạc, thân được an lạc, tâm được an lạc, tâm được an lạc, thoát khỏi, thoát khỏi đau khổ, đau khổ và hiểm nguy, và hiểm nguy. Cầu mong cho tất cả chúng sanh, cầu mong cho tất cả chúng sanh thân được an lạc, thân được an lạc, tâm được an lạc, tâm được an lạc, thoát khỏi, thoát khỏi đau khổ, đau khổ và hiểm nguy, và hiểm nguy. Idamme silam, Idamme silam, Magapala, Magapala, Jnanasa, Jnanasa, Paseyo, Paseyo, Odu, Odu, Idamme punyam, Idamme punyam, Nibbanasa, Nibbanasa, Paseyo, Paseyo, Odu, Odu. Apamadena sambadita. Amen. Apamadena sambadita. Amen. Apamadena sambadita. Amen. Apamadena sambadita. Apamadena sambadita. Amen. Ừ. Chẳng là được thầy. À, quý vị mình ngồi cách nào tự nhiên thoải mái. Even it. When you know the Asa Kambo. That's so neat. The things are in me. Yeah. How wet. Yasuka Amuel Sunanda. Thì hôm nay là ngày cuối cùng của buổi pháp thoại cũng như là gọi là của bế mạc phá thiền. Hey, Yasuka Amuel. Hồi yêu, sân nhân này gà xa bì lộ. Yari na kya gek, yari shuma kwa nya gek.
Thì Pháp Thiền bắt đầu vào ngày 12 cho tới hôm nay là ngày 19, là ngày cuối cùng. Thì những buổi bắt đầu Pháp Thiền thì tất cả quý Phật tử cũng đến nghe Pháp Thoại buổi đầu tiên, và hôm nay là buổi Pháp Thoại cuối cùng. ဒီနေ့အတွင်းမှာမိမိတို့ဆရာတော်များကိုလည်းပဲစံခဲ့ပဲဘောဇင်ချူချင်းရတာဖြာဖြာများကိုလူတန်းကြတယ်ကျောင်းအားလို့ပြောလူတန်းပြီးတော့နေကြ Thì tất cả quý Phật tử trong những ngày qua cũng tạo phước thiện cúng dường Phật thờ, cúng dường Phật thờ buổi sáng như buổi trưa đến cho chư tăng. Mì đồ tay mô bên bì đồ chú tăng là lệ xì lệ. Cháu lì mô bên bì đồ chú tăng là lệ xì lệ. Qua quý Phật tử cúng dường đến chư tăng ngài thiền sư và cùng ngài thiền sư chư tăng có vị thỉnh về cha để phẩm, thì những số vị mình chung với nhau mình cúng dường thực phẩm tại tu viện đến chư tăng. Cháu mà là bi đồ lúc đó nhà là lễ sĩ, sau đó trả nợ cũ rồi thì lễ về, mình mới được gia sĩ gia. Thì tất cả quý thiền sinh, quý Phật tử có mặt ở đây thì trong 8 ngày qua mình cũng đã tạo được cái thiện nghiệp vì cái sự cúng dường. Ngoài nhà là để khai đàn lễ mà, còn gia đình gia khai để. Cô dù đề á rùi gồm Yác ông yu thá bụ Yác ông á trô bụ Ở yế chí bà. Thì khi mà trong cái cuộc sống hàng ngày khi mà một cuộc sống hàng ngày của một người Phật tử, thì một người thiền sinh, thì khi mà mình có cái cơ hội để mà mình tạo những cái thiện nghiệp, thì mình hãy tận dụng những cái cơ hội quý báu đó mà mình cố gắng mình phát triển được những cái thiện nghiệp. Ai ya on yu ga me kudo de ya ru ga ro dana kudo tila kudo bhavana kudo lo thong myo ma. Thì mình nắm bắt những cái cơ hội để mà mình phát triển, để mà mình phát triển được ba cái thiện nghiệp, cho nên là trong cái đời sống của mình là thiện nghiệp về bố thí, thiện nghiệp về trì giới, thiện nghiệp về tham thiền, để mà mình cố gắng mình phát triển. Nếu mà mấy anh sạch cha bỏ, mình mới được lưu lá đấy. Bởi nó vô đá bà là vì bốc vụ đi lù lá đấy. Nếu bạn sẵn là gồm, nhà vô đá lù lá con dấu mạng. Ây, nếu bạn sẵn là mẹ, bố vã em mà phía chá yá. Bố vã dù là miêu nhớ xí là mẹ lù bố vã xí rẻ, nà bố vã xí rẻ, mẹ yé bố vã xí rẻ, kế sàng bố vã xí rẻ, tí đá bố vã xí rẻ. Thì trong cái cuộc sống mình, một người Phật tử, mình tu theo một người Phật tử là mình tu tập để mà mình mong muốn, để mà mình đạt được cái sự giác ngộ giải thoát niết bàn. Thì nếu mà mình chưa có đạt được cái sự giải thoát giác ngộ niết bàn mà mình còn sanh tử, mình còn luân hồi đó, thì do
mình luân hồi, có thể mình luân hồi mình sanh về những cái cõi như là cõi người, cõi chư thiên, hoặc là gì cõi địa ngục, hay cõi súc sanh, hay cõi ngạ quỷ, cõi Atula, thì nó có nhiều cái cảnh giới khác nhau. Hay là mà có niệm hoài thì mới không? Cứ dù nè, bây giờ là trang nhị là. Thì khi mà mình bảo vậy, một người mà mình tạo được những cái thiện nghiệp thì mình trong dòng luân hồi đó, do cái thiện nghiệp nó sẽ ngăn chặn đóng lại, từ ngăn chặn đóng lại không cho mình bước vào những cái khổ cảnh, mà nắm cho mình, mở cho mình cái cánh cửa về cái nơi an lạc tốt đẹp nhất. Cứ dù ai dù mà có này vừa thì mới học là cả quê bi để sau sau bi để thì do những cái phước thiện mà mình đã tạo thì gọi là nó, những cái phước thiện này cái công năng của nó sẽ bảo vệ mình, nó sẽ bảo hộ trì cho mình, bảo vệ cho mình, không cho mình rớt vào những cái cảnh giới thấp hèn, những cảnh giới thấp kém. Thế nào mình mới được nó là thầy ạ? Nó là bí đồ. Mà có này bố hả thì mấy ông các quê tất đệ thả nà cụ dù tư ạ. Bởi vậy, Ngài Thiền Sư Ngài nói thì tất cả quý Phật tử có mặt ở đây mình hãy hiểu rõ cái điều mình sẽ hiểu rõ như vậy. Thì bởi vậy thì khi mà mình hiểu rõ được những cái phước thiện như vậy thì mình hãy cố gắng mình phát triển những cái phước thiện mà do cái sự mình bố thí hay mình trì giới, mình thâm thiền. Đà na cụ du hà san đà diễn ở trong địa tất cả đi qua chán đạo lưu lưu ra ra ở đây xí dân nè ở nà yoga kinh dân nè cô chán đạo dân nè sĩ chán đạo dân nè cô ngã bà lạ nè bí dông dân nè nhạc bí nhạc dì dân nè sĩ bà ông xa trú tè chân nè ở chú ý yà miyá dân nè. Ngài Thiền Sư này nói thì những cái phước thiện, những cái thiện nghiệp này sẽ cho được chúng sanh được cái phước thiện gì, phước thiện về bố thí thì nó sẽ cho chúng sanh được cái sự giúp cho cái công năng của phước thiện này để cho chúng sanh được cái sự an lành hạnh phúc ở thế tục. Thì Ngài Thiền Sư này nói một chúng sanh ai cũng muốn mình có một cái đời sống hạnh phúc, ai cũng muốn mình được những sự lợi lạc giống như mình không có tật bệnh, mình muốn mình sống thọ, mình muốn mình có thân được an lạc, tâm được an lạc, và mình cũng có mình có một cái sức khỏe, và mình muốn mình phát triển được cái trí tuệ, và mình muốn mình phát triển được những cái công việc hàng ngày mình nó được cái sự tốt đẹp đi. Ai chán đã yêu hà, ta na cụ đồ si mà chán đã yêu, cụ lưu lại là chán đã yêu. Thì do cái sự mà mình mình tạo cái phước báo bố thí thì mình sẽ nhận được những cái lợi lạc như vậy. Ta na cụ đồ mà si yến, ai chán đã cũng mấy ăn mà. Thì một người mà mình không có tạo cái phước thiện gì bố thí thì mình sẽ không được cái sự hạnh phúc lợi ích như vậy. Đây hoa cả mi mi đồ, khổ lụ, thà na cụ đồ thì tiêu kệ lụ, cái này thì thà na mà lá bi đồ chi già ya. Thì ngài thì xưa ngài nói bởi vì do cái quá khứ tất cả quý thiền sinh có mặt ở đây là do quá khứ mình đã tạo được
nhận được những cái thiện nghiệp phước báo. Bởi vậy do những cái thiện nghiệp mà mình tạo từ quá khứ, vì nó nâng đỡ cho cái đời sống hiện tại đây, mình được về một cái nơi nó được an lành, một cái nơi hạnh phúc như vậy. Nhà cô chú mà xin nhận cô lục cao này thì ai mới ăn này? Chỉ bảo sa xia bố, bên nhà xia bố, cô chú xia bố xơ đấy. Nhà này để nhà thằng nào miêu cô, mới ăn này bố để mới ăn. Thì do cái quá khứ mà mình không có tạo cái phước thiện gì bố thí, thì mình sẽ không có sanh về cái nơi tốt đẹp, cái nơi an lành như bây giờ, thì mình sẽ không có sanh về cái nơi thì có thể là mình có cơ hội để mà mình phát triển được những cái thiện nghiệp, hay là mình sanh về cái nơi để có cơ hội để mà mình phát triển được cái công việc của mình, hay là cái sự những cái học vấn của mình. Cũng như là tiên tiên theo bản đề này thả năng mà giáo bí đồ chỉ vào xa đi ý chẳng chẳng xa này nè bình nhà đi ý chẳng chẳng tình giá này nè cụ thủ đi nhà sĩ này nè cứu lộng này nè con dục nè thả năng mà giáo bí đồ nè lúc khổ nhà. Bởi vậy khi mà mình đã tạo được những cái phước thiện trong cái hiện tại đây ngay giây phút giờ, bởi vậy mình về được cái nơi an lành, nơi an lành hạnh phúc như vậy, cái sự lợi lạc như vậy, giống như mình bây giờ mình sanh về não cái nơi an lành như vậy thì mình làm những phát triển những công việc của mình nó cũng sẽ dễ dàng, và mình hay là mình học hành gì trong cái ở thế ở ngoài thì nó cũng đều được, nó dễ dàng, mình phát triển được cái công ăn việc làm của mình nó cũng một cách nó không có khó khăn, mọi thứ nó đều được dễ dàng thuận lợi hơn. Thì cái búa đây này bí mật hộ bảo thì búa cả cái sống vay này bộ ta làm cái này cái chuyên gia gì ô gia nhà gia gì á cái sống vay này có mà cao này phụ đồ mà cao này phụ đồ ác phụ đồ là nên nhớ gì. Thì bởi vậy khi mà mình sinh về nên nay giống như bây giờ là gọi là một cái điều hạnh phúc thật sự, mình có đủ cái điều kiện, cái phương tiện bây giờ, và mình cũng có đủ những cái điều kiện cơ hội để mà mình được nghe pháp, mình thực tập pháp và mình được học pháp, đó là một cái cơ hội rất là, đó là một cái điều rất là quý báu, phúc báo cho chính mình. Thì giống như không phải mình được cái sự hạnh phúc ngay cái đời sống hiện tại đây không, mà một người thì mình tới một cái giây phút nào đó thì mình cũng sẽ lâm chứ mình cũng sẽ chết. Thì chết, khi mà mình chết thì cái gì nó sẽ theo mình, cái thiện nghiệp và cái thiện nghiệp và cái bất thiện nghiệp nó sẽ theo mình. Mà có này ác quỷ vừa qua, mà có này vừa qua thì chưa biết đâu. Tại vì cái này thì mình sẽ sống nhạc. Bởi vậy ngày xưa ngài nói khi mà cái bất thiện nghiệp đó của mình mà do bất thiện nghiệp đó mà mình tạo bất thiện, nó sẽ cho mình cái quả mình về cái nơi nó không có an lành. Bởi vậy trong cái ngay cái đời sống hiện tại đây, mình hãy cố gắng mình ngăn ngừa và mình tránh xa những cái bất thiện nghiệp, tránh xa mình làm những cái bất thiện nghiệp. Ai rồi mà có nên bỏ thì mới học cao quý bi đó. Sau sau bi đó, chỉ biến bi đó, chỉ nhau bi đó cả rồi. Mình mới được biểu đề thả nạ cụ đủ vậy. Thì bởi vậy cái sự ngăn ngừa do cái phước thiện, gọi là mình tạo phước thiện, bố thí. Thì cái phước thiện bố thí này nó sẽ nâng đỡ mình, nó bảo vệ mình, nó bảo hộ mình, cho mình được cái sự an lành, cái sự an lạc, sự hạnh phúc, để bảo hộ mình, nâng đỡ cho mình, không cho mình rớt vào những cái khổ cảnh. Hay rồi. Ai luôn có này vô đi giác ông cả nào cũng lê về mà mê ạ.
mà lâu mà chi lâu cố lâu dạ cô đã này thì mẹ cô hiện an này biết căn là su căn là tại cả na khỏi thì khi mà mình bởi vậy ngài nhắc nhở rằng thì một người mà mình phải cố gắng là mình không có lãng quên khi mà mình có cơ hội có điều kiện theo khả năng của mình thì khi có cơ hội mình cố gắng phát triển cái pháp bố thí theo cái khả năng của mình theo cái điều kiện của mình. Mình lo chuyện này lo chuyện này lo mình lo chuyện này lo lo này xong nó ta ra bỏ đi cái bao gồm thì mình lo ya cũng như bài đi biếng bi lo lo mới sao sao là đà na gọi là đà na như bài đi biếng bi lo biết cái nào là đà na gọi là đa ná là cái sự mình cho, cái sự mình biếu, cái sự mình tặng. Gọi là khi mà mình giống như là mình hàng ngày mình chăm sóc cha mẹ mình phụng dưỡng cha mẹ mình thì cái đó cũng gọi là cái sự bố thí. Dùng leo của siêu na nè, lúc ăn lúc đi gan lại yến, đây là đa ná. Giống như một cái người nào mà đang cần thiết một cái vật gì đó, một cái đồ vật gì đó mà mình biết họ cần thiết cái đồ vật đó mà mình có cái tác ý thiện tâm mình cho cái người đó cần cái đồ vật đó thì cái đó cũng gọi là cái sự bố thí hoặc là đa ná. Ai lu si na ne bi gan lai yin ai si na ga ko ko kaung yu bian pi lo pi. Thì khi mà mình cho, mình biếu, mình tặng người khác, khi người khác cần cái đồ vật gì đó mà mình cho bằng cái tác ý thiện, một cái tâm thiện, mong muốn người đó nhận cái đồ được cái sự an lạc cho chính người đó thì chính cái thiện tâm của mình thì nó sẽ trổ cho mình được cái quả lợi ích. Sa vong nhá sở, con vô lý tiền bí đấy cô biết cái nào để xả vào miệng rồi, biếng bi được yên nó. Thì khi mà mình cho mình bố thí như vậy, mình tặng như vậy, thì nó sẽ cho mình được xả vào miệng rồi gọi là sẽ cho mình được rất là nhiều được rất nhiều cái sự lợi ích trong cái hiện tại đây hoặc cái tương lai. Bỏ vào miệng rồi, có nhiều lý biến. Và cái nhất thiện nghiệp mà mình đã làm nó sẽ theo mình tới, nếu mình chưa có giải thoát nó sẽ theo cho mình tới những cái kế tiếp thì nó sẽ trổ cái quả là trổ cái quả tốt đẹp trong cái đời sống kế tiếp đó nếu mình còn luân hồi. Sao nhá, ấy là con vô biết đạt đấy, trả nợ đủ lễ về, mà lâu xin lễ lâu âm ấy lâu xin lễ lâu. Thì bởi vậy mình phải cố gắng là vì cái bố thí nó sẽ cho mình được được cái quả lợi ích, cái quả hữu ích như vậy. Bởi vậy mà cái việc này là mình cần phải làm theo cái khả năng, cái điều kiện của mình. Khi có cơ hội mình cố gắng mình thực tập, mình làm, mình phát triển. Thấy rồi, lo cả này này cho mình xuống. Thì là lúc phong nhìn lúc phong nhìn lúc lù mạ đà nà lúc thịnh nhạc mà tạm mạ yạc có mì bà rì gô ô mì mì xoá nè mì bà rì gô tiàn bì lò chùi mùi rà đà nà. Thì ngài muốn ngô xa rì bì rà đà nà. Thì ngài thiền sư muốn cho quý thiền Phật tử đây hiểu rõ được cái sự cái từ cúng dường này sao. Gọi là nít nói ngoài cái từ cúng dường khi mình nghĩ rằng mình dâng thực phẩm đến chư tăng mình dâng thực phẩm đến chư tăng ở đó mới gọi là cúng dường thôi. Còn mãi khác mình cho hay mình cho gì người khác không phải gọi là cái bố thí. Thì ngày này xưa nói là không phải như đó mà mình hàng ngày mình chăm sóc cha mẹ mình khi cha mẹ mình cần thiết hay mình cho cha mẹ mình những cái y phục, những cái thức ăn
chăm sóc hàng ngày, con giúp những cái cha mẹ mình bị đau ốm bệnh tật, thì những cái điều đó cũng đều gọi là cái bố thí. Ai già nè, chăn đà chuyện, chuyên văn, giáo nhân chuyện. Thì cái cũng bố thí là cái căn bản để cho mình được cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc. Bi dùng chuyện nhẹ, giáo nhân chuyện. Luyện luyện bi dùng là một. Giàn na chuyên văn si mà, chăn đà già già bi dùng. Thì ngài nói rằng không phải trong cái cuộc sống này không phải ai cũng có đầy đủ những cái vật chất hay những cái của cải, cái đời sống hàng ngày thì ai cũng gọi là cũng không có đầy đủ. Cái căn bản nếu mà cái cuộc sống này nó đầy đủ những cái vật chất hay đầy đủ những cái tài sản trong cái cuộc sống này thì cái căn bản đó thì mình một người mình phải biết là bố thí. Vua đàn ra lên mà chín lên nhà linh, vua lên mà phí nhà linh, nếu mà nhà linh vua lại phí nhà linh, thì vua gà phí lại, nó vua phí lại. Thế thì vua lên mà chín lên nhà linh, ông đàn gia lại vua lên mà phí lại nè, thế đàn gia lại vua lên mà phí lại bí lộ, chán chán tà tà nè, yếu yếu xin xin nè, chín lên nhà linh. Khi mà mình trong cái dòng sinh tử luân hồi thì những cái thiện nghiệp mình đã tạo, như mình tạo phước báo vì đa ná thì nó sẽ cho mình nâng đỡ cho mình đi lên trên là mình lên những cái cảnh giới tốt đẹp, sẽ ngăn ngừa không cho mình bảo hộ cho mình, không cho mình rớt xuống cái cảnh giới thấp hèn. Đa số khả năng này bắt đầu bị đọc, mình lại lâu thì ngài nghĩ rằng ngài thích làm cái sự cúng dường để mà cho quý Phật tử mình hiểu rõ ràng hơn những vị mới, thì mình sẽ có cái sự hiểu rõ ràng trong cái sự mà mình tu tiến như thế nào, và những vị đã từng biết từng hiểu thì mình nghe lại cho mình có sự mình hiểu phát triển hơn nữa với sự hiểu biết của mình. Thì ngày nghỉ ngày thích tới đây cũng đủ cái sự bố thí cho quý vị. Nói lúc mà lâu mình thi à đấy, lâu cả rồi tì la cũng lê về, tì la cũng đủ lê về lâu dài. Và cái việc mình cần phải làm, mình không làm là không được. Thì cái điều thứ hai là cái sự giữ giới. Tỳ la cư trú sư ra khu mi mi lo sao đi để tỳ la mà cái giữ giới là giống như bây giờ quý Phật tử mình cũng đã thọ trì được giới. Ấy tỳ la cả lê về mi mi lo lô la để lu bùa lu chăn đà gu ya ông bù bi để na bùa na chăn đà gu ya ông bù bi. Thì cái sự lợi ích của cái sự trì giới thì sẽ cho mình sanh về cái cõi người hay cõi chư thiên. Dạ. À thế đang giao đó, lu bùa lu chăn đà ya để na bùa na chăn đà ya để thì nhưng mà lại bà đó mình đã mà bà đó. Thì cõi người, cõi chư thiên và cõi phạm thiên. Ê, nắp qua nắp chăn là dọc ổng lê bè. Thì tí la gà bộ bê lê bè. Thì người mà mình sanh về cái cõi chư thiên thì cái căn bản là phải biết giữ giới. Thì như vậy nó mới gửi cho mình, đưa cho mình về, nâng cho mình về cái cõi chư thiên. Thế thì tí la gà thay nên thả rộng. Cô nè mà con nào mà đi lâu đâu, nếu nè mà con nào mà biếu mà sửa mi đâu, biếu mà sửa đâu, cả lúc này qua qua đi la đi thấy này thà đâu, cô nè dùng chung bàn đi bà đã ở đây na đà na cam đi mấy sa sa ra, đã kiến đó. Thì khi mà mình giữ giới,
thì cái giới nó sẽ giúp cho mình, mình sẽ có sự phòng hộ, có sự ngăn ngừa giúp cho được cái lời nói, cái hành động của làm ra những cái hành động, những cái hành động được tốt đẹp, và mình sẽ nói ra những cái lời nói được tốt đẹp trong sạch, thì mình sẽ không phạm vào những cái giới, mình sẽ tránh xa, mình sẽ không phạm vào những cái giới giống như là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu bia. Ai nu ti na sao đi bi do thiên nhiên tha lại do. Lo ba cha mà luôn chú lo. Lo ta cha mà lấy bé mà luôn chú lo. Mà đem bớt đi là mỗ ha cha mà lấy bé mà luôn chú này nó. Và khi mà người biết có giới thì giữ được giới luật thì sẽ mình sẽ sống có sự thôi thúc hơn, là mình sẽ giảm đi cái sự tham của mình, và mình sẽ giảm đi cái sự sân của mình, và mình sẽ giảm đi cái sự u mê si mê. Ai rồi mình luôn chú bên này nghe yên, có vua có biến bây giờ sinh ra rồi, có mà cả mà biến gì đó. Thì đó cả cái cả lễ bé, đó cả u mê ya biến kiến bây giờ, có chán nhang đào đào này nghe ya. Thì khi mà mình giữ giới như vậy, mình không có phạm vào những cái giới điều nào hết, những cái giới điều nào hết, thì đến lúc mình suy ngẫm lại rằng trong cái cuộc sống này mình đã giữ được giới, mình không có phạm giới, không có phạm vào cái giới nào cả, và mình cũng không có phạm vào những cái luật của ở thế gian này. Ai nó lo cả bây giờ này về, à biết kinh nghiệm gì đó, cố bố hòa kia chăn nhau này nghĩ à? Thì nói một người mà mình giữ giới như vậy, thì khi mà mình sống ở cuộc sống ở thế gian này, thì mình sống cuộc sống rất là an lành, rất là an lành và thoải mái. Đó ba cháu, nhà thầy của ta bị yên. Đó ba cháu, nhà bí sĩ của khổ mì yên. Lo cả mà cụ, u bì đi nhá, biết khăn nhá. Thì giống như ngài nói về cái ở thế gian này, thì nếu ở cái cuộc ở thế gian này, nếu mà do cái nhân mà mình sinh khởi tâm tham, mà mình sát hại một người nào đó, mình sát hại cái sinh mạng của một chúng sanh, hoặc do cái nhân của tâm tham mà mình trộm cắp, thì mình sẽ phạm vào những cái luật, những cái quy luật của thế gian này. Thế đó, người đi học của ta mình để chuyển đó vào ubi ya, tham gia mình, đi ra đi ra mình, là đó cả mình, là đi ra. Thì nó giống như ở ngoài đời, ở thế gian này rất là rõ ràng. Thì giống như một người mà mình phạm vào cái sự mà mình sát hại một cái sinh mạng của một người nào đó đi, thì mình sẽ phạm vào cái quy định, cái luật của cái luật ở thế gian này đặt ra, có thể là mình sẽ bị ở tù, có thể là mình vân vân. Chúng ta biết gì của khó dùng mỹ yến, đó là ung lý ya, biết ya thì du lịch thằng nó vào được chân. Thì giống như mà mình trộm cắp đi, mình trộm cắp những cái tài sản, hay là mình lấy những cái tài sản của người khác mà thuộc sở hữu người khác, cho con cho mình cứ lấy, mình cướp giật hay mình lấy đi, thì nó cũng có cái lực ở ngoài đời, ở thế gian này, thì mình cũng có thể là mình sẽ bị nhà nước cho mình ngồi ở tu, bị tu tội vân vân, và nhiều những cái cho mình những cái hình phạt khác. Cô mà bài này, tụi mẹ ta mẹ, tụi mẹ khen bông, và bây giờ luôn chú mì yên, ở đây nó gặp bì giả mình nào, cao hữu sửa khen xa này. Thì cửa ốc ngoài đời cũng rất là rõ, có nhiều điều ở ngoài đời, ở thế gian này, cái lực của thế gian, nó đặt ra giống như mà mình xâm hại, mình quan hệ bất chính,
đến chồng hoặc vợ hoặc con của người khác, thì cái luật ở thế gian này nó cũng có quy định ra cái luật khi mà phạm vào những cái điều như vậy thì mình sẽ bị những cái tội gì, thì nó đều có. Nếu như xin ba biết gì ông lên nhà bi rồi, yêu sầu bi rồi, yêu mến sầu lo gì, cả đời này, anh muốn bỏ lại nhưng không mà biết làm gì, không làm gì. Giống như mình mà mình ở ngoài đời một người mà mình đi lường gạt đi, mình lường gạt những tài sản của người khác, hay là mình chỉ hay là mình nói, hay là mình chỉ một cách nó không đúng đắn, cách nó không thành thật để mà cho người đó ảnh hưởng tới cái công việc, ảnh hưởng tới sự nghiệp của người đó, lường gạt tài sản của họ đi, thì nếu mà một khi mà người đó phạm những cái tội đó đi, thì nó cũng sẽ bị vào những cái hình phạt của ở thế gian này. Thì muốn gì xin vào đi, đóng xuân mì yên, ai bố bố bà đá bí đồ xu là. Mẹ đẹp tay à mà lấy tùm cháu đồ, mẹ bí kì khô y gà mà lấy tùm cháu đồ, mẹ bí kì chú lô yà mà lấy tùm cháu đồ, lấy nhà bí xu yà mà lấy tùm cháu đồ, 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 cháu đồ. Bởi vậy cái sự gọi là cái căn bản điều thứ năm là cái sự uống rượu, thì khi mà một người mình phải cố gắng mình tránh xa cái sự uống rượu bia, và mình uống mình hết những cái chất sai giống như những cái thuốc phiện hay cái ma túy hay những cái chất kích thích đó, thì đó là những cái điều không tốt. Thì một người mà mình uống rượu bia sai, hay là mình hết những cái chất kích thích nó làm cho mình mê mờ tâm trí đi, lấy mình uống rượu đi, mình say sưa đi, thì mình sẽ không còn có được mình kiểm soát được chính bản thân mình được, mình không kiểm soát được chính cái bản thân của cái tâm thức của mình nữa. Thì cái người uống rượu bia như vậy đó, họ rất là dễ dàng họ sẽ phạm vào những cái điều giống như họ rất dễ dàng họ sẽ phạm vào cái sự sát hại sinh mạng của người khác, và họ cũng dễ dàng họ sanh khởi đi cái lòng trộm cắp, và cũng dễ dàng họ quan hệ bất chính với chồng vợ con người khác, họ cũng dễ dàng họ lường gạt, hay là họ nói dối, họ nói những lời phỉ biến, nói những lời vô ích, nói những lời chửi bới, thì nó đầu cách nó sẽ rất là họ rất dễ phạm vào những cái điều đó khi mà uống rượu bia say sưa, hay những cái kích thích là mê mờ tâm trí. Ai là ai đi nào cũng sao sao thiên đình tha lại được, cô mà bà mà con này cô mu lễ mà khi đâu. Mà con này nó mù lẽ mà khi đổ mù xì. Cô bà gì ạ, bà lọc. Ê chăng đời lì, bà biết mà mù xì đổ. Bởi vậy, Ngài Thị Sương này nói, trong cuộc sống này, một người mà mình có cái ý thức, mình biết diễn giới, năm cái căn bản trong cái cuộc sống này, giúp cho người được cái cuộc sống được tốt đẹp, thì mình sẽ không có phạm vào những cái giới, thì cái cuộc sống này giống như những cái hành động của mình nó sẽ không có vào hành động mình nó sẽ được trong sạch, được tốt đẹp đi, mình không có phạm vào những cái điều mà điều tội, mình sẽ tránh xa những cái lời nói nó không tốt đẹp đi. Thì Ngài nói rằng thì như vậy cuộc sống này mình không có làm cái mình phạm vào những cái giới luật nào hết, nó có căn bản đó, thì Ngài nói rằng cái cuộc sống của người đó rất là hạnh phúc trong cái đời sống này. Hãy đi ra gần lề mề, ao tan chia để qua mùng mấy ông, chết gần nhớ ông, cố vô miền gần lại bị đồ cà quê nề để, sao sao bị để, chiến miền bị để. Thì cái công năng của cái sự giữ giới cũng vậy, cũng sẽ nâng đỡ, bảo vệ, bảo hộ cho mình, không cho mình rớt vào những cái cảnh giới thấp kém, phải nâng đỡ cho mình, đưa cho mình diện cảnh giới tốt đẹp. Thế là lưu lại đây là gì ạ? Thì Ngài Thiền Sư Ngài nói thì cái diện giới này nó mới căn bản trong cái đời sống này, thì Ngài nói rằng tất cả mọi người ai cũng đều phải cố gắng để mà mình
giữ gìn cho được tốt đẹp. Đó là mà lâu mà chết đấy, lúc vừa lâu dạng thì bỏ thả đi đâu. Mình phải nghĩ rằng cái công việc chỉ giới này mình không làm là không có được, mình cần phải làm. Anh làm bí dụ này, đàn anh là bí dụ này, đi là bí dụ này mà bề sinh em mới học này đâu. Thì giống như mình có phát triển trọn vẹn vì mình biết bố thí, rồi mình biết những giới nữa, thì như vậy mình sẽ không có ngớt vào bốn cái khổ cảnh. Chắc đang trả lời quá nhiều vô, vô sao biết thế. Và nó sẽ đưa cho mình về cái cảnh giới ở trên, gọi là cảnh giới tốt đẹp. Cả nhà lấy về mấy bạn giáo hộ cháu đi ra chứ bạn. Khu xa bí ra tí là lấy về mấy bạn giáo hộ cháu đi ra chứ. Thì cái sự giữ giới, cái sự bố thí, cái sự giữ giới, hai cái thiện nghiệp, hai cái phước thiện này, nó cũng là cái nguyên, nó cũng là cái nhân để hỗ trợ cho mình đạt đến cái sự giải thoát niết bàn. Ni để chồng nó quý để chồng nó đâu phải quá vậy. Và ni bằng sẵn đã giáo vụ đà nà chú thái yên thì đà nà ni bằng giáo dịch trái ông chú phổ bê mà. Thì khi mà cái nguyên nhân cho mình trợ giúp cho mình tới nước bàn có những nguyên nhân gần hay xa thì tùy theo cái nguyên nhân mình tạo. Thì giống như mà Ngài nói khi mà mình tạo cái bố thí này thì nó cũng là một cái nhân, tại vì một người mình mong cầu mình tu tập để cho mình giải thoát giác ngộ niết bàn, thì cái nhân bố thí này nó cũng sẽ hỗ trợ cho mình trên cái đường tu tập, trên con đường giải thoát này. Thì là cả đàn anh này xài niết bàn giáo của phu ni là được rồi. Mama, giống như mình bố thí thì nó sẽ trợ cho mình niết bàn, thì là có bố thí không để trợ niết bàn không thì nó cũng cái trợ giúp đó nó cũng hơi xa chút. Mà mình tiến gần lên nữa, mà mình biết mình giữ giới nữa thì cái sự hỗ trợ tới niết bàn sẽ càng gần hơn nữa. Bhavana vu leve paya vipadana bhavana sura lubhuwa lubhye ne yama thadana ro ne tve joma hoa nha nai ne. Và mình cái công việc kế tiếp nữa mình không làm là không được, công việc mình cần phải phát triển mình làm là mình phải cố gắng mình phát triển thiền minh sát, vì thiền minh sát chỉ có khi vào thời kỳ có Đức Phật ra đời, vào thời kỳ có giáo pháp của Ngài thì mới có cái thiền, mới có cái phương cấp thực tập hành thiền minh sát này thôi. Ai đó bhavana lúc của lê về lâu dặn mà lâu xin lên lâu dặn mới lâu xin lên lâu dặn. Đó vậy mình phải hiểu, mình đừng có sự mình lãng quên, là mình cần phải phát triển cái công việc thực tập hành thiền minh sát, thiền tứ niệm xứ. Ra sư yến bao nhiêu cái số vi ba thế nào nè, nên là sinh đi là bồ tát nha, chỉ cần nhớ được thôi. Cả nhà sư ra lâu tiền này lâu dài mà. Thì là sư ra lâu tiền này lâu dài mà sư ra nhớ được rồi. Chẳng có lâu này thì chỉ nhớ thôi. Thì Ngài nghĩ rằng Ngài giải thích ba cái điều, ba cái thiện nghiệp, Ngài nghĩ quý thiền sinh cũng đã hiểu rõ ràng ba cái điều mình cần phải phát triển. Cái cơ bản là mình phải hiểu rõ là mình cần phát triển cái sự bố thí, trì giới, tham thiền. Thì mình khi mình đã hiểu rõ rồi thì mình phải cố gắng mình thực tập, mình phát triển. Thì như vậy cái con đường mình tới cái sự giải thoát thì nó sẽ càng ngày sẽ càng gần hơn. Và khi mình hiểu rõ như vậy thì bây giờ cũng đã đúng cái thời gian mình cần phải phát triển.
Thì cái khi mà mình gặp được chánh pháp, mình gặp được giáo pháp của Đức Phật, thì mình phải rất là nên, rất là quan trọng, mình phải cố gắng, mình phát triển thiền minh sát. Mình thực tập hành thiền minh sát, khi có cơ hội thì mình phải cố gắng, mình phát triển. Giống như thực tập hành thiền mình minh sát thì khi có những phát thiền tập 2 ngày 3 ngày, 1 tuần 2 tuần, thì khi có thời gian mình tham gia mình thực tập nó tích cực, nó liên tục như vậy thì sẽ hỗ trợ cho mình được rất là nhiều cái sự lợi lạc. Và khi mà mình đã biết được cái phương pháp, cái cách thức, khi không có những cái phát thiền tập như vậy hàng ngày trong cái đời sống hàng ngày của mình, thì mình dành ra những cái thời gian mình thực tập 1 ngày 2 buổi, buổi sáng buổi chiều. Khi mà tiền sinh tới nơi thì giảng đường đây, mình cũng đã có sự sinh giới, và hàng ngày mình cũng phát triển cái thiền tập, và mình cũng đã biết được cái cách thức thiền tập khi mình ngồi mình quán niệm như thế nào, khi mình đi thiền hành thiền tập quán niệm như thế nào, khi những sinh hoạt mình quán niệm như thế nào, thì mình cũng đã hiểu, đã biết. Thì khi mình đã biết được cái phương pháp thực tập hành thiền, thì khi mà mình đi bất cứ nơi nào, đi mọi nơi nào, thì mình cũng áp dụng vào cái sự thực tập vẫn được. Ai luôn nhớ lời nói gì? Quên nhớ lời cảm mà cứ áp dụng thà rồi. Bảo vệ nào cứ dù lê về, cứ mà nhớ bị lời nói. Và khi mình thực tập như vậy, thì mình sẽ phát triển được cái thiện nghiệp, cái lợi ích của thiện nghiệp về cái sự mình phát triển thiền minh sát. Thì như vậy mình sẽ cái tâm của mình nó sẽ rất là an lạc, mình sẽ không có sự lo lắng gì nữa. À mà đà na cụ đồ sĩ đệ, à mà tỳ la cụ đồ sĩ đệ, à mà bảo na cụ đồ sĩ đệ luôn. Xin ra lại yên, xin nhìn lại yên, thì chẳng mà quán đà bị lộ kỳ nhìn tâm nà đà lý thị ạ. Và cái từ không lo lắng này thế nào? Là mình không có lo lắng, là mình không có những cái hành trang cho mình nữa. Và khi mình nghĩ rằng, khi mình quán tự nghĩ là mình đã được những cái hành trang lợi ích, giống như là cái sự trì giới bố thí mình đã phát triển, và mình cũng đã giữ giới, và mình cũng đang thực tập hành thiền. Khi mà mình suy nghĩ đến như vậy thì cái tâm của mình nó sẽ phát nó sinh khởi lên cái tâm hỷ lạc. Hay rồi. Vì vậy nên chúng mà qua nhà là ni giả rồi. Chúng mà qua nhà là yên. Cô cô này tâm mà đi giả là cô cô này tuy à. Sẽ cần liên. Pore ayama ka biro ti biro ni namane namane dongne sat ka biro ti ni sikli ha chanda biro e ne in biro ni ya. Thì khi mà mình thực tập, mình chánh niệm ghi nhận, thì thường xuyên khi đối tượng sân khởi lên thì cái tâm của mình nó sẽ nằm trên đối tượng đó, thì nó sẽ phát triển được cái sự định tâm. Thì khi một người mình phát triển được cái sự tĩnh tâm, thì cái tâm của mình nó sẽ được trong sạch, nó sẽ được trong sáng. Nè à, nhất gì cả? Tịnh bình nè, chúng mà bồ tát a tu,
ဘာကိုအားထုတ်ရတယ်လဲဆိုတော့မိဘသနာတရားရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ရင်ဘာကိုအားထုတ်ရတယ်လဲဘာကိုရှုမှတ်ရတယ်လဲဘာကိုပွားများရတယ်လဲဆိုတော့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပွားများရတယ်အားထုတ်ရတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်းပြပေးပါ။Những ngày hôm trước thì ngài cũng có giải thích về khi mình thực tập thì mình sẽ cần phải thiết lập chánh niệm, mình cần phải phát triển như thế nào, mình cần phải ghi nhận như thế nào. Trong lúc thiền tập thì ngài thường xuyên những cái bài pháp thoại thì ngài cũng có giải thích và ngài cũng đã chỉ dẫn cho tất cả thí sinh được biết được cái cách thức lúc mình ngồi mình phát triển mình ghi nhận. နေရကာယ ानु ပဒနာမို့ကိုမူရရှုမှတ်ပုံကိုခွန်ကြီးတို့ကြောကြခဲ့တယ်။ Ngày hôm qua thì ngài thiền sư có nói về cái thần quán thân, mình quán những cái tác động, những cái hành động trên cái thân của mình trong những cái quan nghi đi đứng nằm ngồi. Ấy cô mu ya vô shu ma đai bây giờ. အမှန်သဘောတရားကိုသိတယ်ဒီယုံနာသဘောတရားလေးတွေပေါ်လာကြောက်တာသိတယ်မမြဲတာဆင်းရဲတာဆိုးမြတာသိတယ်ဆိုတာရှုမှတ်ပြီးတော့ဘွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှကိုပြီးတော့နားလည်တယ်ဒီဘွားငယ်ကိုကြည့်တဲ့ခီမန်ကြီးညာကဲဒီတော့ဒီဘုရားဆန်ခါလန်ဒီမန်တဲ့ဘာတွေကိုကတိတဲ့ထေရတို့ကထန်းရဲ့မဆက်ကမန်và thực tướng trí tuệ thấy được tâm tướng vô thường khổ vô ngã và mình thấy được cái nhân quả của thân danh và sắc này thì ngài thiền sư ngài nói thì một người thiền sinh mà đang thực tập có thực tập hành thiền thì sẽ hiểu được những cái điều mà ngài thiền sư ngài thuyết giảng vừa hôm qua cho nên sẽ rất là rõ ràng khi những vị đang thực tập hành thiền và thực tập lâu နော်အာယုတစ်ခုကဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်ခံစားတဲ့သဘောတရားအဲ့ဒီခံစားတဲ့သဘောတရားကောင်းတဲ့ခံစားမှုမကောင်းတဲ့ခံစားမှုဟောတစ်တစ်တော့လာတော့တဲ့ဘုံဘုံမှာဘုံသာသိပါတဲ့နေဘုရားတိရင်ရှင်းဝေကိဘုံတစ်တစ်လာမနာဝမ်းညာမဝမ်းသာလာမန်ဘောသာဝမ်းသာလာဝမ်းညီကံရဲ့và là cái cảm giác thì nó có cái cảm giác là có những cái cảm giác có những lạc và có những cảm giác khổ có những cảm giác tốt và có những cảm giác không tốt và có cái cảm giác nó trung tính không lạc cũng không khổ thì cái là trung tính này thì để mà mình nhận biết không khổ không lạc thì nó rất là sâu sắc gọi là để biết thì nó cũng hơi khó và trong lúc mình thực tập mình quán cả cảm giác ấy, thì nó cũng có ở trong đó luôn cô đấy là mà có này khán giả mưu sử là đã là thị xa nà là chiên nà cây đà thông nà đã là gì ạ mà có này khán giả mưu thì giống như cái thân của mình thì tâm thở rất là rõ và những cái cảm giác không tốt cái những cái khổ thọ cái thân của mình giống như mình cảm giác những cảm giác đau nhức tê cứng nó những cảm giác tâm thở rất là rõ giá thành này do gì nhỉ nhà sư ông tuy là khám giám mù thì khi người thiền sinh thực tập hành thiền thì mình sẽ kinh nghiệm đa phần là mình sẽ kinh nghiệm được cái cảm giác cái khổ thọ အဲ့ဒါကိုရှုမှတ်ရခံစားတဲ့သဘောလေးကိုရှုမှတ်နေဒီနာလည်းဒီနဲ့ခံစားတဲ့သဘောလေးကိုပဲသိနေဒီခံစားတဲ့သဘောလေးကပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဘာယောက်ျားမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တကောင်ငါကောင်အသက်ကောင်လေးများလည်းဝိညာဉ်ကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးthì khi mà một người mình có chánh niệm mình ghi nhận tên cái cảm giác cái khổ cái cảm giác đau nhức tê cứng nó sinh khởi lên bằng cái sự tập trung bằng cái sự chánh niệm thì mình sẽ kinh nghiệm trong cái giây phút đó bằng cái trí tuệ cái sự ghi nhận của mình thì giây phút đó
mình sẽ thấy trong cái cảm khổ này, cái đau cái nhức này, nó không có tôi hay ta, hay là đàn ông, đàn bà, hay là một bản ngã, hoặc là một cái linh hồn, hay là mình đau trong đây, mà mình sẽ nhận được, bỏ được cái đặc tính của cái sự đau này. Mà có này khai giá mùi được coi rồi, trúc khảo viên nào cũng được. Cái đó gọi là cái cảm giác không khó chịu, còn cái không tốt của là cái, gọi như vậy là cái khổ thọ. Thả vô cụ tí khám bí đồn hành vị nhé. Ý khám giá đến, ná đến chính là tù bó lý hạ. Tù là đến, dô tòa đến, là cụ tí hạ. Mà yên này, dô tòa là đến, cụ tí hạ. Thì khi mà mình nhẫn nại, mình chánh niệm và cái sự tập trung tới khi mà cái cảm giác cơn đau nhất cái sân khởi lên, thì người thiền sinh mình sẽ kinh nghiệm cái cơn đau đó, thì nó sẽ có lúc mình sẽ thấy nó tăng lên từ đột tột đỉnh đầu đầu, có lúc mình sẽ thấy nó giảm xuống đi, có lúc mình nhận ghi nhận mình sẽ thấy nó tăng lên cho nó biến mất. Đây là những lúc giao đó là tùy. Chính là dục khảo vị nà đi giao đó rồi. Chán đàn đó rồi. Thì, là dục khảo vị nà đi. Thì khi mà mình thấy cơn ghi nhận thấy cơn đau này nó mất đi, thì cái khổ thọ nó sẽ mất đi, thì cái thọ lạc gọi là xuất khá nguyên na, cái thọ lạc nó sẽ sanh khởi lên. Thà lấy cô tí đạo vậy. Thì chán đà lấy dục hòa mê vậy. Bố cô ta đoàn mô tú. Cô lấy chán đà lấy khán giá mù đi vào. Thì khi mà mình nhận được cái thọ lạc này, thì trong cái chánh niệm ghi nhận, trong giây phút đó mình sẽ thấy cái thọ lạc này là cái đặc tính, nó là cái lạc, cái sự an lạc thôi, chứ không có một cái linh hồn hay một chúng sanh hay là một cái bản ngã hay một người nào trong đây hết, nó chỉ là đặc tính của nó thôi. Ai lộ ngàn đen tì đoà là ngàn đen tì đoà là để quên nào chú ý này về quên nào ý là vô sự là vô đen tì đấy. Nếu quên nào lên thì vô đi khám bí đoà ngàn này nhé, giao đoà là vô đen tì đấy. Quên nào lên thì vô bí đoà giao đoà này sự là cô này tùy là thì chính mình cũng sẽ người sinh chính mình cũng sẽ kinh nghiệm trong lúc mình thiền tập, mình sẽ thấy cái bản chất thật sự của cái cơn đau này, cái cảm giác đau nhất này. Khi mình có chánh niệm mình sẽ thấy cái bản chất thật sự của nó, thì khi mình nhẫn nại mình ghi nhận thì mình sẽ thấy cái cơn đau này, mình sẽ thấy cái cơn đau này nó sanh lên rồi nó cũng cái đặc tính nó cũng quả nhiệt hơn. Ai là siêu mạnh đi, khán giả là quỷ nào cả ta ta, có siêu mạnh thì sẽ đi cả ta ta, sư ra, qua vừa đổ chả. Và khi mình ghi nhận, chánh niệm ghi nhận tới cái cảm giác sau này có sự tập trung, sự chánh niệm ghi nhận liên tục như vậy, thì mình trong giây phút đó mình cũng sẽ nhận biết được cái cơn đau này, cái tâm này, hai cái đối tượng nó khác nhau, chứ nó không có chung với nhau. Ấy là đi khám giá này được gọi là thì nhấp cổ gì cũng mỹ bí đâu chết bỏ là thì cái cảm giác đau này nó luôn dựa vào cái sắc pháp và cái thân của mình để mà nó sân khởi lên cái cảm giác đau này. Ấy là khám giá này nhấp này, khám giá này được quên là nè tôi là đi nhà gà nhấp sinh đau mà nhấp này là nó cũng xí đau. Và cái cảm giác gọi là cái cảm thọ này nó nương vào cái sắc pháp của mình để nó sanh khởi cái cảm giác, nên cái cảm thọ này thì như vậy thì mình cũng sẽ nhận biết được, tôi cũng nhận biết được nó cũng có cái danh của cái sắc. Đi khán giả này được gọi là dụng ngụ, nam được gọi được gọi là cái khẩu cái thọ cái cảm thọ đó gọi là quinana, đó là nó là đặc tính, là đặc tướng thuộc về cái danh pháp, nó thuộc về cái tâm. Ai đó, tôi là đi nhà ga là dục bộ, đi khán đài của yêu, mi bi là phi là lu. Đấy, tôi là đi nhà ga là dục, khán đài là bồ đề a li ya quyền nào ga nam, yêu nên nào là dạ. Và cái sự thì nó nương vào cái cảm giác, nó cái nơi mà để sanh lên cái cảm giác này là cái cảm giác này
nó nương vào cái thân của mình để mà nó sanh lên cái cảm giác. Thì như vậy thì khi mình ghi nhận thì mình cũng sẽ nhận biết được cũng cái thân nghĩa tâm trên màu sắc mình. Nghe trong giây phút đó. Nếu như cái Mahabhav Lebhavu mi bi lo phi la le khan sa mu ko wa lo Mahabhav Lebhavu đắc chi Lebhavu thì giống như những cái cảm giác cái cảm thọ cái cảm giác vừa ra này thì nó cũng sanh lên, nó cũng nương vào bốn cái tứ đại này nó sanh lên cái cảm giác. Thế đó, tụng mi yang a yong, vina ga nan is lo, yon en nan ya. Và mình cũng thấy rằng cái cảm giác này nó nương vào cái sắc này, cái cảm giác, cái thọ này, vina này là cái tâm. Và mình cũng sẽ thấy nó nương vào đó là vì cái sắc, mà mình cũng sẽ thấy được cái, đây là cái thân của mình, và mình cũng nhận biết được cái danh màu sắc của mình. Ai nguyên là lấy của sư tỷ là cái này nam ấy, rồi khán giả lấy nguyên là lấy sư tỷ để xây dựng nam khổ lắm. Và khi cái tâm mình ghi nhận cái cảm giác đó, thì nó cũng thuộc về cái danh sách, cái danh pháp luôn, nó cũng thuộc về cái tâm luôn. Đi khai tâm mà lấy về, chúng mà nên là khai tâm mà lấy về, để cái sư tỷ là cái. Và khi mà với cái giây phút mà mình xin mình ghi nhận cái cảm giác khi sinh khởi lên thì mình cũng sẽ nhận biết ngay trong giây phút đó, cái tâm mình ghi nhận cái cảm giác đó mình cũng sẽ nhận biết được cũng là cái danh pháp của cái sắc pháp. Vì thế mà Adda gọn, Nga gọn, Adda gọn, Lidya gọn, Vinyin gọn, Chi là một mục. Yêu nền nằm về Chi đấy. Và trong cái giây phút thì trong giây phút như vậy thì mình sẽ nhận biết được không có một cái tự ngã, cái linh hồn, một cái bản ngã, một cái chúng sanh nào ở trong cái thân này cho tâm này hết khi nhận cái cảm giác. Ai là qua của sinh rồi, ai là sinh rồi rồi bây giờ là siêu rồi. Và chính mình sẽ phát triển được, chính mình sẽ có kinh nghiệm phát triển, hiểu biết được cái sự rõ ràng như vậy thì mình cần phát triển hiểu biết được cái tiết tiệm rõ ràng, và chính cái kinh nghiệm thực tiễn mình thực tập thì mình phải cần mình phát triển cái thiền Vipassana và thiền minh sát, thiền tứ niệm xứ. Anh siêu đi này sẽ kia à? Vừa nãy là Mia Dương nè, khán giả là Nguyên Na vô trong chu bị rồi, thế là. Thì cái tâm mình nó nguyên nhân nó nhân nó sinh khởi lên cái cảm giác. Sinh khởi lên cái thọ thì cái nhân cái thọ thì nó nương vào cái cảm giác cái thọ này nó sẽ nương vào cái thân của mình thì nó sẽ sinh ra cái tâm, những cái sự nhận biết. Và như vậy thì mình cũng sẽ thấy được trong cái giây phút nhận cái cảm thọ, mình cũng sẽ thấy được cái tiến trình nhân quả của cái cảm thọ này. Và mình cũng sẽ nhận biết được cái danh sách khi ghi nhận cái cảm thọ này, và mình cũng sẽ nhận biết được tiến trình nhân và quả trong lúc mình ghi nhận cái cảm thọ này. Vì nào xíu mà như này lâu nên là nghe tì đoá đấy, cháu này chú lê bê tì đoá. Thì khi mà mình ghi nhận cái cảm thọ, khi những cảm thọ sân thở lên, mình ghi nhận thì mình cũng phát triển được cái trí tuệ. Bằng cái trí tuệ thấy được nhân sắc, trí tuệ thấy được nhân quả của nhân sắc này. Nếu nên làm gì rồi bà xin đoán được đấy. Thì ngày hỏi cái chuyện quan này thôi. Ngày hỏi quý Phật tử mình nhớ không? Khi mà mình hiểu rõ được cái danh sắc của mình sẽ loại trừ được gì? Phiền não gì? Biết sắc. Bà xin nói đấy. Biết sắc. Mà mình thấy được em. Mình thấy được cái thân và tâm của mình, mình sẽ loại trừ cái phiền não. Tà kiến hoài mang, hoài nghi mà. Tà kiến hoài nghi. Cháu này vô tình đó là bà xin nói rồi đấy. Thì khi mình hiểu rõ được cái tiến trình nhân quả của cái danh sách của mình,
thì mình sẽ loại trừ được phiền não gì? Vichitissa, hoài nghi, hoài nghi. Dạ. Vichitissa. Vichitissa. Dùng mắt đàn đấy ạ. Vichitissa thì là Bali, nhưng mà nó gọi dùng mắt đàn đấy ạ, xin ra. Đó là Vichitissa, tiếng Bali đó. Dạ. Dạ là hoài nghi. Vì nó chuyên này là mình dùng này là trong dùng mình đi học. Thì khi mà mình ghi nhận được cái danh sách này thì mình cũng có nhận biết được được thân thể tâm không? Mà khi mình ghi nhận cái cảm thọ này, mình cũng có nhận biết được có cái thân thể tâm không? Dạ. Thì khán giả là quyền là gì ạ? Nghĩa là chuyện gì ạ? Giao ra là mình xin rồi. Thì cái cảm thọ này, khi nó sanh thở lên, mình có thấy nó mất không? Mất có. Giao ra là vô biết là bài viết rồi đấy. Mình thấy khi mình thấy giao ra nó sanh lên thì mình sẽ thấy nên nó cũng mất thôi. Chứ nó không có gọi là nó. Chứ mình đi học hả? Mình có nhận biết như vậy không? Biết. Thế là vô biết là giao ra là tì à? Là tiên nhà nhớ nó rồi. Wow, khi mà mình nhận biết, mình chính mình nhận biết như vậy là mình đang phát triển cái trí tuệ của mình sáng. Hai giao ra mà luôn giao ra. Thì nhớ vì sao nó mất? Mà lưu giao giao là mình nghe lưu giao giao. Và tự mình ghi nhận nó mất hay là nó tự nhiên đặc tính vô thường nó mất? Đặc tính vô thường. Mình nghe lưu giao giao, mình nghe niệm lưu giao giao. Thì nó đặc tính vô thường là nước cha, nước cha. Vì nó vô thường lắm, bởi vì nó mới mất. Bỏ bí lợi giao giả, xếp bí lợi giao giả, con ra một con. Thì khi mà mình thấy cái đối tượng nó xanh, nó gì thì mình thấy cái đó là an lạc thật sự hay là mình cảm nhận, đó là cái khổ. Khổ, rất khổ. Xin gia này. Xin gia này, xin gia này. Con ra một con đang làm việc, xin làm việc. Con ra làm một con không nào? Thì họ đó là mình thấy nó mất như vậy, mình thấy nó tốt hay không tốt. Nó có không bỏ. Nó có không sửa xe là bỏ. Thì nó không tốt thì nó khổ. Sửa xe là. Dù khi nào đi ăn tu hành bồ đà là nó cô lô lô bồ đà. Cái cảm giác này là do mình tự sanh khởi lên hay là mình điều khiển hay là mình ra lệnh nó sanh khởi lên? Tự sanh khởi lên. Giao ra là quăng mắt luôn giao ra là tu hành giao ra. Giống như cái mình thấy cái đối tượng nó sanh lên nó mất, mình ghi nhận nó mất hay tự nhiên nó mất? Tự nhiên nó mất. Nghĩa là anatta. Đúng ạ, cùng mà bệnh, chú bỏ ra phía rồi mẹ ạ. Thì là không có gọi là mình gọi là anatta. Ấy là tì quá là, quý bà thì là nhắn được khỏi. Wow, mình mà kinh nghiệm như vậy đó là mình, là mình một người khi mà mình đang phát triển được là cái trí tuệ chính xác. Nào xây sự là đi đánh mà. Xây sự là có nên xây, mà có nên xây mình xịu rồi. Thì tâm cũng vậy, mình nói về cái bóng tâm cũng vậy, cái tâm mình cũng vậy. Thì ở là cái tâm mình nó cũng có cái tâm tốt và cái tâm không tốt. À, cũng dù xây, ác cũng dù xây khỏi lắm. Và cũng có cái tâm thiện, cũng có cái tâm bất thiện. Xây cú ra, sinh ra ra, chan đi ra mình xịu lắm. Và mình cũng có những cái tâm tưởng tượng, những tâm suy nghĩ, những cái tâm tư duy. Ai xây lên cái này thì xây lên một ai ạ? Và khi những cái tâm đó nó sanh khởi lên, mình cũng phải ghi nhận nó. Xây cú yên, xây cú rè, xây đồ vào lên một bộ tí ạ. Và khi cái tâm sanh khởi lên, mình ghi nhận nó thì mình cũng nhận biết được cái đặc tính của. Sinh ra yên, sinh ra rè. À lên mắt lại thì xây lên cao rồi. Và khi mình ghi nhận biết được cái mình ghi nhận là cái suy nghĩ thì mình cũng thấy cái tâm suy nghĩ này nó cũng mất. Lối duyên này, đó là này xuyên này xây bộ. Thì khi cái tâm mình, nó cái tâm sân khởi liên quan tới cái tâm tham, tới cái tâm mong muốn thì mình ghi nhận mình sẽ thấy nó tới là nó cũng đi, nó cũng mất. Thế là lưu mắt lại thì lối duyên này xây lên cao rồi. Và khi mình có chánh niệm nhận biết như vậy thì mình sẽ thấy nó cũng tới nó đi thôi. Sẽ số yên, sẽ số lệ, sẽ biết yên, sẽ biết lệ, cả rõ ràng là chuyện là sẽ. Thì khi mà những cái tâm bực bội, những cái tâm khó chịu nó liên quan tới tâm sân, hơi thở như vậy đó. Mà mình có tự mình ghi nhận thì mình thấy mình cũng thấy nó, cũng mất rồi.
Và khi mà mình ghi nhận như vậy thì mình cũng thấy nó xong rồi nó mất. Vậy khi mà tâm mình nó thực tập hành trình, khi cái tâm mình nó xong mình thở lên, cái tâm mình có thiền sinh thì ngày hỏi là thiền sinh mình cứ lúc cái tâm mình nó có bực bội, nó có sao nó khó chịu không? Khi mà cái tâm, những cái trạng thái tâm nó xong thở lên, mình làm như thế nào? Mai làm bảo, thì khi mà sân khở lên những cái trạng thái tâm như vậy thì mình ghi nhận nó. Thì khi mình nhận biết nó mất rồi, mình sẽ thấy cái tâm mình nó sẽ được an lạc. Thế số nhận cô cô đang xin ai đâu vậy bà? Cô lo không biết đâu. Mình chỉ mình chăm chỉ biết đâu. Cô xin ai nhận đâu, xin ai đâu vậy nhận đâu. Thì khi mà mình cái tâm mình mà nó bực bội á, thì nó giống như trong giây phút đó, nó giống như cái lửa nó thiêu đốt cái tâm mình. Nó rất là gọi là tâm mình, nó rất là nóng bức, rất là khó chịu. Khá điên mà ác quý tử xây khổ là bởi lô bà mình, lô đà mình, phía bí là phía trời xây. Đôi lúc nó cái tâm mình nó liên quan tới tâm tham, cái tâm mong muốn mong cầu liên quan tới tâm tham, muốn sân khởi, nếu có tâm bực bội, tâm khó chịu nó liên quan tới tâm sân, tới sân khởi, thì những cái trạng thái tâm đó thì gọi là những cái tâm bất thiện. Thì đôi lúc mình có cảm nhận được cái tâm thiện hoặc sân khởi không? Có. Cái gì này xây mà chịu là. Lúc mà mình có cảm nhận được, mình thấy cái tâm của mình nó sân khởi là mình là muốn làm phước không? Đi ra sao gì nè xe không chịu là. Giống như dị giới. Đi ra sao mà gì nè xe không chịu là. Giống như tâm mình muốn hành thiện. Cái là con này xe. Thì đó là những cái tâm thiện. Cái là con này khổ là. Đại mấy người đi ra sao mà nè. Ai xe đi chứ là nó đủ mắt. Thì lúc mà mình thiền tập những cái trạng thái tâm bất thiện này vừa nói trên và tâm thiện sân khởi lên, lúc mình thiền tập những cái trạng thái tâm đó sân khởi lên thì mình cũng phải ghi nhận nó. Thì đó là cũng cái đối tượng trong cái thiền tập. Thì khi mà mình ghi nhận như vậy thì mình sẽ nhận biết được cái đặc, mình cũng sẽ nhận biết được cái cao nè xây lên, cao nè xây lên, bồ đà yến chư ma lại được cao đoạn. Cao nè xây lên, bồ đà yến chư ma lại được cao đoạn là cụ tuệ. Thì khi cái tâm mình tâm bất thiện tâm thở lên, mình ghi nhận nó thì mình sẽ thấy nó tới rồi nó cũng đi, sau này nó cũng mất. Rồi khi cái tâm thiện mình ghi nhận nó, rồi mình ghi nhận nó sanh lên, rồi nó cũng mất. Hay xây cả miếng ăn đi nữa. Rồi cái tâm đó, những cái tâm thiện, tâm bất thiện đó, nó có tường tồn hay là nó sẽ hoại diệt? Hoại diệt, vô thường. Bồ biết đâu mà chuyện đó rồi. Nó sanh ra, còn mình sẽ thấy nó thì sao? Khi mà mình nhận biết được, trong lúc mà mình ghi nhận cái bất tâm như vậy thì cũng gọi là trí tuệ. Phá lúc cho rồi. Vì sao nó mất? Vô thường. Vì nó không có thường còn, bởi vậy cái tâm này nó sanh lên rồi nó cũng mất. Bồ biết đâu cho nó là con ra mà con nè. Khi mà mình thấy cái tâm này nó sanh lên rồi nó mất, mình thấy nó tốt hay không tốt? Mà con một, nó không có đâu nè, chốt cả xe. Gọi là cái khổ đó. Tôi cho người là tôi bỏ ra là quá, bỏ ra là một. Rồi mình thấy đó, cái tâm này do cái nguyên nhân mà nó mới sân khởi lên cái trạng thái tâm này, chứ không phải là mình mong muốn hay là mình khuyến khích hay là mình ra lệnh nó sân lên. Còn bây giờ là tôi đã bỏ ra là cô xoay ra là mẹ. Và mình cứ sân lên, còn mình thấy nó cũng mất, chứ mình không có nắm chịu lại được, mình không kéo níu lại được. Ở nhiều tay nắng hay hát tu bó la đi, tu bó la đã tu luya tu bó vệ. Qua cái đặc tướng của cái danh sách này là như vậy, sanh rồi nó mất. Ai luôn đi ông, chưa khai tu bó la yu thì mình muốn nhận biết được rõ được cái đặc tính vô thường như vậy,
thì khi cái đối tượng bắt đầu sanh khởi lên, mình phải ghi nhận liền. Thích lý trí khái xuống lại rồi thì thích lý của tí đấy, thì thích lý bộ ví dụ cho rồi là tí. Còn khi cái tâm mình nó sanh khởi lên những cái trạng thái thuộc về tâm, thì mình cũng ghi nhận nó, sau khi phút nó sanh khởi lên thì mình cũng sẽ thấy nó. Thế rồi mà mía ra lên tí đấy, xin ra lên tí đấy. Và mình cũng sẽ kinh nghiệm từ cái đặc tướng vô thường trong lúc mình ghi nhận cái tâm mình, và đặc tướng khổ trong lúc ghi nhận cái tự về tâm, và mình cũng nhận được cái đặc tướng vô ngã trong lúc mình ghi nhận về tâm. Thế nào biết bao giờ là nhớ được thì như vậy gọi là tuệ của minh sát. Thế rồi tí ổn ra xuống mày ạ. Thì bởi vậy mình muốn phát triển những cái trí tuệ, cái sự hiểu biết tâm, cái sự thực tập thì mình phải cần qua thực tập hành thiền. Ai hư vật là nhàn kiến tạm bị dùng đoá yến Ấy là mình nhàn phụ nhàn phụ nhàn phụ nhàn phụ. Những cái tuệ giác của thiền minh sát được đầy đủ trọn vẹn thì mình sẽ đạt được thánh đạo thánh quả. Thế rồi, hư vật là lâu lễ bế mà lâu mềm xị lâu của lâu yào. Bởi vậy cái công việc mà không làm là không được, là mình phải luôn luôn thực tập hành thiền, cái công việc của mình không làm là không được. Thế bà mía gì chuyên gì là đâu? Thì khi mà mình thường xuyên mình thực tập nó đều đều hàng ngày đó thì tự sẽ quen mà. Khi mà mình ăn được rồi thì rồi tia lên là cha ya. Và mình thực tập hành thiền là có thể mình nghe tiếng pháp thoại. Tia là cha là xa duy lục của nó. Mình nghe mà nếu như mình thực tập hành thiền là mình gọi là mình kinh nghiệm chính cái sự thực tập của mình. Ví dụ mình nghe pháp như vậy thì gọi là mình kinh nghiệm vào cái sự nghe pháp. Cố đang ác đâu bị đâu, cố đang duy là cả, cố duy là khỏi lắm. Thì mình nghe pháp, còn mình nghe bằng cái nghe pháp, còn mình thực tập nó thì mình sẽ có sự kinh nghiệm rất là sâu sắc. Xa duy này, rất duy này, cái gì gọi là? Thì gọi là cái sự mình nghe pháp và cái sự mà kinh nghiệm của mình thì hai cái đó. Cái đó mình lâu mà chỉ để lâu gặp mình nhớ chỉ thì những cái công việc mình cần phải làm là có mấy công việc mình cần phải làm bố thí trì giới hành thiền mình nhớ chỉ tu nhu à đi lẽ nghe hỏi là ba loại gì ạ? Bố thí trì giới hành thiền nghe pháp Tila, Pawana. Ini yang yang Tila, Tumali, Pinya, Karya. Bukan yang menarik, itu jadi yang penting. Ini adalah melalui maksudnya. Lalu pun lalu. Ini công việc đó, mình cần mình phải phát triển, mình làm, mình không làm không được. Ini là sáng tạo của mình lôi chiếc gì muốn đó. Thì ngày hỏi cái gì muốn mình được hạnh phúc không? Yes. Sáng tạo của lôi chiếc, sáng tạo giá để cho mình lôi. Thì mình muốn hạnh phúc chứ. Cái nhân mà nó đưa cho mình tới, cái nguyên nhân mà đưa cho mình tới sự hạnh phúc đó là mình cần phải làm. Sáng tạo ra là cho mình bà đi chứ. Cái nguyên nhân mà đưa đến sự hạnh phúc là những nguyên nhân gì? Cái nhân là gì? Bố thí trì giới hành thiền. Cả ngày á, đi ngày á, bảo vệ ngày. Đó rồi nà lên rồi, đưa nhà đi làm ngay. Thì ngài nói nghĩ rằng là quý vị thì cũng đã hiểu được cái căn bản của sự thực tập một phần nào, thì mình thực tập rồi từ từ mình sẽ hiểu nữa, hiểu rõ nữa. Ngài nói là nó để mà thuyết giảng thì nó còn sẽ còn rất là nhiều cái điều mà để mà thuyết giảng chỉ dẫn cho thiền sinh. Hay đó, qua về rồi ra lại nhé, cái phép cả, cái lưu qua lưu thế này đào ra nó là cái gì, phép cả. Cô sao hồn này yên tuyệt, lâu lâu à, biến được rồi mẹ. Thì trong cái cuộc sống hàng ngày của mình á, thì một người mình còn sống ở thế gian, mình phải cố gắng làm, mình luôn luôn cố gắng, mình phát triển những cái công việc, những cái việc làm của mình ở thế gian này, hàng ngày mình không nên lười biếng. Biến này do bằng nó? Khi mà mình lười biếng như vậy, thì ngày hỏi mình có đạt thấy được cái lợi ích, cái công việc của mình không? Cái này sao giờ mình dạ, cuối giờ là mình dạ, đi ra thì giờ là mình dạ. Thì khi mà mình lười biếng, mình không có làm việc á, thì mình sẽ không có thức ăn, mình sẽ không có y phục,
mình sẽ không có chỗ ở, chỗ cư ngụ. Là lương của luôn. Thì cuộc sống của mình ở ngoài hàng ngày đó, mà mình phải cố gắng, mình không có lười biếng, mình phải có mình làm những công việc của mình. Anh đi về cái gì về lâu nè, cuối tuần mình lâu yến, buổi nào có nhiêu thì giàu lắm. Thì khi mà mình biết công việc mình làm hàng ngày mình không có phát triển cái thiện nghiệp thì nó có cho mình cái lợi ích cho mình không? Không. Cú mimi rồi, tất cả cú dù giàu lâu nè nó khỏe. Giống như bây giờ quý vị là mình đang phát triển cái thiện nghiệp cho mình. Cái này nó phải có gì? Cú về ví dụ bằng mà lê về. Chánh nhân đà đà này, ý chánh nhân này nghĩa là. Thì trong cuộc sống hàng ngày mình nghe nói mình phải ghi nhớ là mình còn sống là mình phải cố mình là không có dễ vui phóng dật, mình cố gắng mình sống có sự tỉnh thức, mình có làm những công việc của mình và mình cố gắng không có lãng quên, mình cố gắng mình phát triển những cái thiện nghiệp. Thì như vậy đó, cái cuộc sống hiện tại đây của mình nó sẽ được tốt đẹp và tương lai cũng sẽ được tốt đẹp. Na ga ma le be Naga tu lebe pujiya mi shi lo pe ro ma au tan cha le bo wa myo me yaw pe ne ke tan cha cha jin le pi lo chan nyan da da ne pyo we shin shin ne jin le ya. Thì nếu mà mình chưa có giải thoát thì mình chưa giải thoát mà mình sống là mình cố gắng mình luôn luôn mình sống trong cái sự không có lãng quên, không có buồn phóng dật, mình cố gắng mình phát triển những thiện nghiệp như vậy. Thì cái cuộc sống của mình, nếu chưa giải thoát mình còn sanh tử luân hồi thì mình sẽ không bao giờ mình gớp xuống những cái nơi thấp kém, mình sẽ được nâng cho mình, đưa cho mình về những cái nơi tốt nhất. Nó ra đến mà nè lâu lâu yên nè biết là đi ra thì qua thì lùi ra. Thì giống như bây giờ sau cái buổi thiền tập hôm nay là buổi cuối cùng, thì bây giờ không có những cái thiền tập cũng có thì khi hàng ngày mình á thì mình có thể là mình phải áp dụng cái thiền tập hàng ngày, ngày hai thời, mà mình hàng ngày mình cố gắng mình thiền tập xong những công việc mình có thể mình giải tâm từ. Anh biết rằng cái mà gì là biết rằng của thì ngày nghỉ các quý vị thuộc hàng ngày giải tâm từ đó, cầu mong cho tôi thân được an lạc, tâm được an lạc, thoát khỏi đau khổ và hiểm nguy. Nga mi ba ri, nga mi da su ri, nga sui miu ri, a long dan dwa ri, ko long pu ra ya, ku ku pu ra ya, a long dan dwa ri, bi yang kin ya ba ri, mi da bwa ni. Rồi cầu mong cho cha mẹ mình cũng giống như vậy, cái hàng ngày mình niệm vậy. Ai lo 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 yên này để mi da bwa ni đó. Cô gà tụi nhau cũng chết đấy. Mi da sẽ xí đó, cô mà yang dương nó xí đó. Giống như hàng ngày khi mình làm việc, mình tìm tạo làm việc có sự chánh niệm, rồi mình niệm thêm cái tâm từ nữa, thì cái tâm từ như vậy đó, thì mình sẽ được cái sự an lành, mình sẽ giảm đi những cái sự quan trái đi với những người xung quanh. Đây rồi. A lê chì mà cứ dù lâu rồi, thì A lê chà yà, ngà mê nê, xe mê nê, xe ngà mê nê. Thì cái quan trọng là với hàng ngày mình phải cố gắng áp dụng cái thiền tập hàng ngày. Thì mỗi mình ngồi 30 phút, dù là chưa được rồi, là 10 phút rồi từ mình tăng 15, mình tăng 20 phút, tăng lên 25, mình tăng 30, 40 rồi từ từ tiếng đồng hồ. Thế nên ngã mình đi chạy nế thông chờ, ngã mình đi là xung mạnh, xe hết rồi mình đi bóng ngã gì, cái lá rồi mình đi bóng tế áo ngã gì. Thì khi mà mình hàng ngày mà mình giống như ngày nói ví dụ mà mình thiền tập ngày được 5 phút thôi nữa, thì một ngày 5 phút nó cũng rất là được cái lợi lạc cho mình, mà một ngày 5 phút một tháng là mình ngồi được một được mấy chục phút nữa thì cũng rất là an lạc cho mình, nó ít nhất thôi nha. Hay là lo ca bê ca cao như chăn đà lo ca bê ca bê ca cao như chăn đà thì vừa ra này nè. A lâu của lâu này ra vào chế, a trâu này ra vào chế, chinh chàng này ra vào chế, chinh chàng qua miệng a trâu chinh áo chế. Nhi mi đồ lô lá rẽ, thay trang gia gia, qua rẽ mà chinh lê rẽ bí đồ, lấy bàn chán đà chí ọ. Gia này, yon này ra vào chế, lô chúa gia yên, cái này phô nhi ế, tê á gũ, sâu tập. Thì cái quan trọng
Thì cuối cùng Ngài chào chúc cho tất cả quý Phật tử có mặt ở đây, không được an lạc, không được an lạc, cố gắng tu tập phát triển với định tuệ, tu tập thiền tập để cho mình phát triển đến cái sự giải thoát, giác ngộ và niết bàn. Còn Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị những cái công việc, những cái việc làm trong cái đời sống của mình được những cái sự tốt đẹp, những cái rủi ro, những cái tai hại, những cái hiểm nguy đều được tiêu trừ cuộc sống này, để cho mình được những cái sự hạnh phúc an lạc tốt đẹp nhất. Thì Ngài kết thúc buổi pháp thoại hôm nay. Ai minh đạo vô vi là xuất đăng nhau vậy ạ? Nhờ mình lấy tâm từ. Ha a vi ro ho mi. Ha a vi ro ho mi. A vi a vi so ho mi. Yeah.
Pariyapanna. Sabbe-attha-bhava-pariyapanna. Sabba-ethiyo. Sabba-ethiyo. Sabbe-purisa. Sabbe-purisa. Sabbe-ariya. Sabbe-ariya. Sabbe-anariya. Sabbe-anariya. Sabbe-deva, sabbe-manusa, sabbe-manusa, sabbe-vinibhadika, sabbe-vinibhadika, avira-hundu, avira-hundu, avya-bhaja-hundu, avya-bhaja-hundu, aniga-hundu, aniga-hundu, Pariharandu, Pariharandu, Dukha Mochandu, Dukha Mochandu, Yatalanda Sambadido, Yatalanda Sambadido, Mavigichandu, Mavigichandu, Kama Chaka, Kama Chaka. Urati Maya Disaya, Urati Maya Disaya, Pasi Maya Disaya, Pasi Maya Disaya, Uttaraya Disaya, Uttaraya Disaya, Dakshinaya Disaya, Dakshinaya Disaya. Urati Maya Anudisaya, Urati Maya Anudisaya, Pasi Maya Anudisaya, Pasi Maya Anudisaya, Uttaraya Anudisaya, Uttaraya Anudisaya, Dakshinaya Anudisaya, Dakshinaya Anudisaya. Maya Disaya, Heti Maya Disaya, Upari Maya Disaya, Upari Maya Disaya, Sabbe Sadda, Sabbe Sadda, Sabbe Bana, Sabbe Bana, Sabbe Buddha, Sabbe Buddha, Sabbe Bogala, Sabbe Bogala, Sabbe Adha Bhava Priyapanna, Sabbe Adha Bhava Priyapanna, Sabba Ethiyo, Sabba Ethiyo, Sabbe Purisa, Sabbe Purisa, Sabbe Ariya, Sabbe Ariya, Sabbe Anariya, Sabbe Anariya, Sabbe Deva, Sabbe Manusa, Sabbe Manusa, Sabbe Vinibhadika, Sabbe Vinibhadika, Avira Hundu, Avira Hundu, Avya Bhaja Hundu, Avya Bhaja Hundu, Aniga Hundu, Aniga Abhya Bhaja Niviraja, Abhya
bằng cái sự thực
tập pháp cao thượng của mình, gọi là những tỉa sự cao thượng đến Tam Bảo, Thầy Tổ, Phật ân nhân với các ông bà cha mẹ mình. Gọi là mình đảnh lễ như vậy thì nó cũng cho mình được cái thiện nghiệp tốt lành. Bây giờ mình phát nguyện do cái sự mình bố thí trì giới tham thiền. Adda-i-ma-ya Adda-i-ma-ya Patipadaya Patipadaya Saramaranama Saramaranama Parimosesami Parimosesami Idame punyam Idame punyam Asavakaya vaham phát nguyện do cái sự mình dược giới, do cái sự mình bố thí trì giới tham thiền để mà mình trợ cho mình cái ba la mật cái duyên để cho mình thành tựu trợ bảo hoàn niết bàn. Nguyện mi đồ ya để cư đồ cao mu, anh em mi đồ chư để cư đồ mi đồ ya, cô chư để cư đồ, thầy cư đồ à cô nào cả lai mi đồ cao như lì pim. Ai cũng ya để cứ đổ gỗ, mi pha phu hoa cả sa mi đó, ba lông ngựa ta đoàn đi, ya già mà chế luôn. Thì giống như mình bắt đầu mình sẽ họ mình dùng cái từ là mình chia mình hồi hướng cái phước báo mà mình làm trong ngày hôm nay giống như bố thí trì giới tham thiền thì khi mình tạo những cái phước báo đó thì mình đã được phước báo rồi thì bây giờ bắt đầu mình sẽ mà cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ để mà mình hướng cầu mong cho tất cả chúng sanh nhận được quả phước báo này, cũng như là mình cho mình chia cái phước báo của mình đến cho tất cả mọi người. Còn hiện tại cũng như đã báo bản mẹ bế vị đó hà lưng ngân tất đồ hành gà nhìn mì lưu yè cú đồ gô văn mẹ văn đà tà rưu khổ thì khi mà mình chia phước như vậy mà những chúng sanh khi được thấy mình đang chia phước, khi nghe mình đang chia phước, khi họ biết mình đang chia phước như vậy thì họ sẽ quan hệ cái phước báo mình, thì họ sẽ nói cái lời lành thay rồi họ quan hệ cái phước báo mình làm thì họ sẽ nhận được cái sự lợi ích cho chính họ. Mình đó mà lên mẹo về cái cú đồ tháp bí đồ dạ. Thì như vậy đó, mình sẽ tăng cho mình, được cái phước báo lên cho mình. Y-đàn-nô Bồ-nhá-bà-găng Sá-bá-sát-đà-năng Đê-ma Sá-bê-sát-đà Yeah.
là mình đọc hướng tiếng Việt nha. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành nhiều nên, đều là phước báo dẫn bền, có thể yên chung độ lên thiên đàng, cũng trời đạo lợi khó nhàn, chúng sanh hữu lượng nhân gian xa bà, chữ thiên phạm thiên cùng là, phẩm trời vô thượng được mà hưởng an, phước coi mọi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay, có người làm phước được đầy, lại đem hồi hướng hiện nay thân cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ được sanh an hoàng trường, xin đau phước bao cung dường, hoa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Nghe thuộc chương trình không? Không, nghe thuộc. Chư thiên ở trên hư không, địa cầu thượng nữ có trong mọi điều, long vương thần lực có nhiều, trong sinh quan hỷ phước điều chúng con, hội thì phận giáo thanh bồi, ca phần thầy tổ tháng vui lâu dài, chúng sanh quyền thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng hương dài bệnh lâu, chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là mối duyên lành để đứng khỏi những điều ô nhiễm, ngủ nằm nơi tâm trong ngày vị lai. Xa lũ, xa lũ, xa lũ. Di Đà Mô Nha Di Đà Mô Tu. Di Đà Mô Nha Di Đà Mô Tu Su Ki Ta Tu Nha Ta Yô. Di Đà Mô Nha tất cả lên dân hết luôn. Dạ, cái gì mình đụng đụng người chung với nhau đó. Mình lên tất cả cái Phật tử mình lên ghi cho ngài nghỉ trưa để mình tạo cái thiện nghiệp thì cũng được ghi. Chúng con kính dâng
chúng con kính dâng bổn y kính mong ngài hoan hỷ thọ lãnh để chúng con có được tại Sydney này. À, ngày hôm nay
có thiền chấm dứt thì tất cả chúng con ở đây sau một tuần thì đã trở thành học trò của Ngài. Còn môn Ngài là sống lâu, sức khỏe lúc nào cũng dồi dào, và có rất nhiều dịp để trở lại thích nghi để cho toàn bộ chúng con là bây giờ là học trò của Ngài sẽ được dịp trở lại học với Ngài ở nơi này và để phục vụ, tiếp tục phục vụ Ngài. Dạ, tôi muốn anh Giang bảo nhá quản tà mà xa ra thì mà bây giờ anh đang làm nhà đi thì xin đi nhớ mà tôi muốn này thì này thầy này già bén là thì thời gian sạch cam mà phép lý thì chú ở gia đình tôi sẽ đo cô mà chúng ta ra đoàn nhà mà tôi chuyên sưu tìm bài đề chú đứa mà thì giúp ban mà tăng ra đoàn nha sẽ đo cô mà sao đó tăng ra đoàn nha dù đang cứu tô phép dấu đề lốt AB người già bất sáng mà lốt đề tháo bán tháo ở cùng cùng thì cứu tô dấu đề đang nắp cứu tô ở đồng nhung lốt diễn á chú ở gia quản nhân quan tạ phép là gì cứu tô lốt là chú ở gia quản nhân quan tạ xếp đề chú vô đề thực chiên mà sa đạo tiếp sĩ và sề nghe đang mà tại nam sầu dính này và sề tôn tiếp này và sề nghe đang mà tại nam chi vo thì ma một cát bu chi vo sầu dính này và sề sa đạo tiếp sĩ và sề thì ta nam nam mâm thì đứa ông vô đề nam ma mà chen gia điển khánh gia sa điển ta nam ma mà hiện chó từ giới ho thì giáo giá thứ ở gian quản nhân quan tài chú vô bà đề là chú chú sa ra ta nắp cứu tôi thì lá bảo năng chú sa là tu tết ao chú sa chi bộ ao chú lúa ao lố nghề thì sa ra như giá là chú chú sa sa mà sao giết này chú sa chú sa từ giá thành này sa đứng ta đứng ta nên là chúng con xin cảm ơn sư phụ cho chúng con nắm vững được cái lời của ngài. Chúc từ sức khỏe, nhiệt khỏe và một thiên thần. Dạ, xin cảm ơn tất cả Phật tử đã bỏ thời giờ quy tăng đến nay để thanh tịnh các tôi. Cũng cầu mong cho quý vị luôn sống trong chánh niệm và thân tâm thường an lạc. Cảm ơn rất nhiều. Hôm nay xin cầu chúc cho có cái cơ hội mà đi xuống đây để mà dịch pháp cho mọi người được hiểu được cái pháp thực tập hành thiền á, xin rất là quan hỷ, quan hỷ chúng ta xin quan hỷ khi mà dịch pháp cho quý vị được thành pháp thực tập cái con đường của đức và thực tập với cho mình đến sự giải thoát giác ngộ thì tôi rất là quan hỷ. Thì những ngày vừa qua mà trong lúc mà dịch pháp hay nó có gì sơ xuất đó thì mong quý vị mình cũng hoan hỷ thì sư cũng cầu chúc cho tất cả quý vị đã nghe được chính pháp, lắng nghe được cái sự thực tập cái con đường giải thoát rồi đó, thì cầu chúc cho quý vị hàng ngày mình đừng có sự lãng quên, mình sống tâm cái sự tỉnh thức chánh niệm, mình thực tập hành thiền cho điều hàng ngày cho tới cái con đường giải thoát của mình càng ngày nó sẽ càng gần. Nếu cho cái hiện tại thì mình chung bồi đó mình chưa giải thoát thì do cái sự thực tập này thì chắc chắn cái kiếp kế tiếp mình sẽ giải thoát. Sa du sa du sa. Do mình xin thêm một chút nữa là chúng con xin kính chúc là thiền sư hết bệnh với lại chuyến chặng cuối cùng của chuyến hoằng pháp được nhiều thuận duyên. Dạ sa du sa. Chúng ta là chúng ta nói sâu ra nhiều chú chùa mà. Là chưa chưa mò mò toàn là chó bà thì chúng con cũng xin đặt lời thỉnh sư như sư cương cho chúng con xin sám hối trong những ngày qua. Nếu như thân khẩu ý của chúng con vô tình phạm đến tam bảo, chúng mong chư tăng xá có tội cho chúng con. Tôi đâu là tôi lúc tao bà thì tôi đứng mà cô nốt ông mu thì gia đình na tôn ba mà cô nốt ông mu mà một con tôi cũng mà biết mà để suy diễn tăng ca đoàn sau đó cô mới tăng ca đoàn nha mà cô luôn mà mấy tờ giao phải phải vui mà. Chị em xin bảo khuyên lời bạn. Thì nhà nói giải thông tin tất cả ở Việt Nam. Làm gì ăn vỉ đấy. Vỉ ăn nào. Uống rượu ngủ lẹ lẹ. Chú về chơi du thuyền mà lẹ. Dạ.
cho nó ít vô cho nó cười tôi kêu mà không nhớ liền cả nhớ là nhớ là không thì ngài ngài nói thì trong lúc mà ngài thuyết giảng đó thì khi mà giờ dịch pháp cho quý vị được diễn tải ngôn ngữ cho quý vị nghe pháp đó, thì ngài cũng rất là hoan hỷ.